Chào mừng các em đến với trang lờigiải2.com. Hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu bài học Lối sống đơn giản, xu thế của thế kỷ 21. Văn bản này là văn bản đọc mở rộng theo thể loại của bài số 3, Sự sống thiêng liêng. Bây giờ, các em hãy cùng cô đi tìm hiểu vào nội dung của văn bản này ha. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, tri thức ngữ văn. Trong phần này, cô sẽ tổng ôn lại cho các em những kiến thức liên quan đến văn bản nghị luận. Luận đề, luận điểm cho văn bản nghị luận. Chúng ta sẽ cần ghi nhớ những kiến thức như sau. Trước hết, luận đề là gì? Luận đề là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận cho văn bản nghị luận. Luận điểm là những ý kiến thể hiện quan điểm của người viết về luận đề. Trong văn bản nghị luận, luận đề được làm sáng tỏ bằng hệ thống luận điểm và các lý lẽ và bằng chứng. B. Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng trong văn bản nghị luận. Luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng là những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong văn bản nghị luận. Mối liên hệ này có tính tầng bậc. Văn bản nghị luận trước hết phải có một luận đề. Từ luận đề, người viết triển khai thành các luận điểm. Mỗi luận điểm muốn có sức thuyết phục cần được làm rõ bằng các lý lẽ và với mỗi lý lẽ cần được chứng minh bằng các bằng chứng cụ thể. Có thể hình dung được mối liên hệ này thông qua bảng cô đã để ở trên màn hình. Tiếp theo, C. Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận. Bằng chứng khách quan là những thông tin khách quan có thể kiểm chứng được trong thực tế. Ý kiến, đánh giá chủ quan là những nhận định, suy nghĩ, phán đoán theo góc nhìn chủ quan của người viết thường ít có cơ sở để kiểm chứng. Do vậy, để giảm tính chủ quan trong đánh giá, giúp ý kiến trở nên đáng tin cậy, người viết cần đưa ra được những bằng chứng khách quan. Để làm nên sức thuyết phục cho văn bản nghị luận, những ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết cần dựa trên các cơ sở của bằng chứng khách quan. Do đó, việc nhận ra bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận giúp người đọc kiểm chứng được tính đúng, sai của các lập luận, lý giải được sức thuyết phục, tác động của văn bản. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần số 2, đọc hiểu văn bản, mục 1 nhỏ, xác định hệ thống luận đề, luận điểm. Theo em, trong văn bản Lối sống đơn giản, xu thế của thế kỷ 21 có luận đề và hệ thống luận điểm là gì? Luận đề, lối sống đơn giản, xu thế của thế kỷ 21. Luận điểm thứ nhất mà tác giả đưa ra đó chính là sống đơn giản, là cách sống kiềm chế lòng tham, cân nhắc kỹ lưỡng các nhu cầu của bản thân để có cuộc sống hài hòa và giàu ý nghĩa. Luận điểm 2, lối sống đơn giản là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu của bản thân nhưng vẫn giữ được sự nhàn nhã, bình yên, không hao phí thời gian, công sức vào việc xô bồ. Với luận điểm 1, tác giả đã đưa ra hệ thống lý lẽ và các bằng chứng như sau. Sống đơn giản là cuộc sống được lựa chọn, cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng là một cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng. Sống đơn giản là lối sống biết lắng nghe tiếng nói của lòng mình. Xem điều mình cần là gì, không cần bắt chước người khác. Một căn nhà rộng rãi, đẹp đẽ sẽ đem đến sự thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, bạn phải làm việc cần lực và có thể còn phải từ bỏ một số thứ khác trong cuộc sống của bạn nữa. Muốn sống thoải mái, sung sướng là nhu cầu chính đáng của con người, nhưng nếu ta không biết dừng lại đúng lúc, sẽ rơi vào cạm bẫy vật chất. Lý lẽ và bằng chứng đã đưa ra trong đoạn số 3 cho thấy tác hại của việc thiếu kiềm chế, rơi vào cạm bẫy vật chất mà quên đi việc bồi đắp các giá trị tinh thần. Từ đó, các lý lẽ và bằng chứng này làm sáng tỏ luận điểm, góp phần khẳng định ý nghĩa của lối sống đơn giản là một xu thế của thế kỷ 21, chính là luận đề của văn bản. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang tìm hiểu luận điểm thứ hai. Sống đơn giản là đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhưng vẫn giữ được sự nhàn nhã và bình yên, không hao phí thời gian, công sức và những việc xô bồ. Lý lẽ mà tác giả đưa ra. Tiêu chuẩn của một lối sống đơn giản là có thể đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của bản thân như ăn, mặc, ở, đi lại. Ngoài tất cả những tiêu chuẩn trên ra, trong thời gian còn lại, chúng ta đừng biến mình thành một con người hao phí thời gian và công sức vào việc vô bổ. Trong thời đại nào, chúng ta cũng bắt gặp những người có lối sống nhàn, có thể kể đến đó chính là tác giả Nguyễn Trãi, tác giả Nguyễn Bình Khiêm, tác giả Hồ Chí Minh. Trong văn bản nghị luận,
chắc chắn các em sẽ cần phải tìm được những bằng chứng khách quan và ý kiến đánh giá chủ quan của người viết. Vậy theo các em, trong văn bản Lối sống đơn giản, xu thế của thế kỷ 21, tác giả Trương Thâu, có câu văn nào thể hiện bằng chứng khách quan và câu văn nào thể hiện ý kiến đánh giá chủ quan của người viết? Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết đó chính là: ở thời đại nào cũng có những con người biết sống nhàn, nhưng không phải là lẩn tránh cuộc sống thực tế mà sống một cách có ích cho đời. Có thể kể ra ở đây có rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Hồ Chí Minh. Câu văn thể hiện ý kiến đánh giá chủ quan của văn bản đó chính là: dựa vào nguyên tắc của cuộc sống đơn giản, tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống này là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại. Vậy chúng ta có thể rút ra được kết luận như sau. Trong văn bản nghị luận, em sẽ cần phải xác định được luận đề, hệ thống các luận điểm, cùng với đó là các bằng chứng khách quan và ý kiến chủ quan của người viết được thể hiện ở trong văn bản. Thông qua phần phân tích số 2, đọc hiểu văn bản, đó cũng chính là những gợi ý mà cô đưa ra để em có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa, trang số 69 được dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ 3, tổng kết. Trong phần tổng kết, cô sẽ giúp em tổng kết giá trị về nghệ thuật và giá trị về nội dung của văn bản Lối sống đơn giản, xu thế của thế kỷ 21, tác giả Trương Thâu mang lại. Giá trị nghệ thuật. Văn bản có sự kết hợp giữa phương thức biểu đạt tự sự với miêu tả và biểu cảm, lựa lời văn giàu hình ảnh và cảm xúc. Giá trị nội dung. Văn bản bàn về lối sống đơn giản và lợi ích mà lối sống đơn giản đem đến cho con người. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy truy cập trang lời giải 2.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Cảm ơn các em đã chăm chỉ học tập. Cô sẽ hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Tạm biệt các em.